Xin mến chào tất cả các bác. Thì muộn rồi. Hôm nay là em vừa bốc hàng xong các bác. Tức là 9:51. Đấy, thì em lại có JBL6012 về các bác nhé. Tất cả đều là nguyên thùng xốp, nguyên đai, nguyên kiện. Hàng nhập khẩu chính bên China về. Các bác yên tâm chất lượng. Đấy. Đây, các bác có thể thấy. Đây. Tất cả. Còn hàng này về thì hàng chất lượng nên là số lượng về sẽ không được nhiều các bác nhé. Mỗi lần về cũng chỉ được 5 đến 7 đôi thôi. Đấy, nên các bác đây, đội quần lên em. Hàng khuôn đây. Các bác có thể thấy. Luôn không được nhiều các bác nhé. Đấy. Vì hàng này cực kỳ hiếm, còn nếu mà anh em thấy có sẵn ấy, trên thị trường là hầu như là toàn là hàng đóng lại ở cảng phá rồi ở bóng cái hết, chưa có đâu hàng bên em thì là luôn luôn là hàng nhập đấy, nên giá lúc nào cũng cao hơn các bác nhé. Đầu tiên là giá cao hơn vì sao? Vì hàng nhập các bác biết là nó còn qua các cửa khẩu rồi qua xe mà tất cả của em được đóng kiện rất là chắc chắn rồi, vậy thì các bác cứ yên tâm. Đó, tất cả được đóng kiện đến tay các bác thì em chỉ bật mỗi hai cái nắp này ra thôi, xong để em tháo ra em test thôi, hôm đầu xong là em lại đóng lại cho các bác. Đấy, em lại đóng lại. Tùng lấy một cái búa tháo một con ra cho anh xem. Đấy, các bác thấy không, hàng về thì lần này có 7 đôi các bác, tất cả có 7 đôi. Còn những hàng khác nữa, hàng khác thì những con máy, có những con vang, những con nâng tiếng thì sẽ về cùng. Đấy. Đấy, về không được, số lượng không được nhiều nên các bác thấy là rất vất vả. Còn đôi rất nhiều người bán rẻ các bác, em khó chịu nhất là nhiều người bán rẻ, nhưng mà nó nhiều bác hàng nhiều bác khách các bác không biết. Đây các bác thấy nhiều bác khách các bác không biết nên đơn ra là hàng nhập hay là hàng gì các bác không biết, đơn là các bác rất là khó. Đấy, tất cả này, nguyên kiện gỗ đây, không phải là hàng nhập tại Việt Nam. Đấy, hai loại thùng luôn. Đây các bác thấy đây. Rất là cẩn thận. Đấy, chuyển nó về nó rất mất nhiều công, mất qua nhiều xe ấy. Em đảm bảo đây là hàng nó đắt tiền, đâm ra là em sẽ phải đóng thùng gỗ và vận chuyển về thì nó phải tốt các bác nhé, thì mới làm được. Đấy, hầu như vận chuyển về thì nó phải tốt, chứ không tốt là hầu như là không làm được. Đấy các bạn thấy đây, JBL. Đây. Đây các bạn. Made in China các bạn nhé. Củ từ là neo hết. Tháo cho anh một con, tháo cái căng nó ra xem. Đấy. Chất lượng thì các bạn thấy đấy, rất là tốt các bạn nhé. Thùng trước của nó đây. Mệt quá rồi, không nói được câu gì. Vẫn chả có cái gì cả, mỗi cái tờ giấy càng nhập. Thật ra là cũng không này. Đây là một số vang. Vang bên em bán. Vang FX100. Đợt vừa rồi cháy hàng quá các bác. Cái con này thì nó là thuộc ngoại hàng rẻ rồi, mà tiếng echo của nó rất hay. Đấy, thực ra là rất là chạy ngay. Các bác để ý nhá, logo xoay được 360 độ. Đấy. Hàng chuẩn lên từng con ốc một. Nhìn rất đẹp, bắt mắt. Cẩn thận. Đấy. Sơn sần, các bác nhìn cái sơn này nó đã khác những cái loa khác rồi. Nóng quá. Toàn là hàng nhập chính gốc Chi Lan chứ không phải là hàng đóng lại của Việt Nam đâu nhá. Đấy chưa? Đó chưa? Đây. Đây các bác thấy. Đúng là màu nâu đất các bác nhá, không phải màu đỏ đâu. Nâu đất. Đây. Các bác nhìn qua một lần. Đây là nó có phủ một lớp có vẻ dính dính. Đấy, như mọi khi thôi. Không gì khác.
nhìn cái nón loan rất là đẹp, chi tiết sắc sảo. Các bác nhìn lên trong cái nhĩ của nó, nó có một cái phóng ra ngoài các bác nhé, nó không phải tháo đâu, con này tháo nhiều quá nhiều lần đấy. Khẳng định luôn rồi, không phải tháo. Các bác nhìn cái thùng này là các bác biết này, về đêm đấy. Cái thùng này biết này, ở Việt Nam người ta đóng thùng này làm gì đâu, chuyển toàn từ China về đấy. Thì bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em. Hàng này số lượng thì không có nhiều, luôn luôn em luôn nhắc là số lượng không có nhiều, nhiều người đã bán con này và cuối cùng là ghi là hết hàng các bác nhé. Các bác không phải phân vân nữa. Đấy. Rẻ hơn nhau 1 triệu là nó khác nhau hẳn rồi. Đấy. Thì cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác.